Junichi Nguyễn tiết lộ lý do chưa kết hôn với bạn gái lâu năm. Dù đã gắn bó với bạn gái suốt nhiều năm nhưng đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên Junichi Nguyễn thừa nhận vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn và sinh con. Junichi Nguyễn là nam diễn viên người Mỹ gốc Việt. Khi còn hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài, anh từng được biết đến là một cascader tài năng từng có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám Hollywood. Trong đó có Spider-Man 2, đóng thế cho nhân vật người nhện trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc. Sau khi quyết định về nước, nam diễn viên sinh năm 1974 để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong các phim võ thuật như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng. Không dừng lại ở đó, anh còn ghi dấu ấn với tài diễn hài khi tham gia trong một số phim chiếu rạp như Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt, Nụ Hôn Thần Chết, Cười Ngay Kẻo Lỡ, Kẻo Em. Anh cũng chính là em trai của đạo diễn Việt Kiều Jacqueline Nguyễn. Trải qua một lần hôn nhân tan vỡ, Junichi Nguyễn từng có quãng thời gian nhiều năm gắn bó với diễn viên Ngô Thanh Vân. Cả hai bén duyên sau khi diễn xuất chung trong bộ phim võ thuật Dòng Máu Anh Hùng. Tuy nhiên chuyện tình này lại không có cái kết trọn vẹn. Một thời gian sau khi cả hai đường ai nấy đi, năm 2012, Chí Nguyễn thường xuyên xuất hiện thân thiết với nữ diễn viên gốc Hải Phòng có nghệ danh Nhung Kết. Một nửa của Chí Nguyễn không phải cái tên vô danh. Cô từng được biết đến là người mẫu trẻ tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Việt Nam Superstar Contest 2009. Nhung Kết cũng được khán giả yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên trong một số phim truyền hình như Bà Nội Không Ăn Bánh Pizza, Con Mắt Bão, Bí Mật Tam Giác Vàng. Bước vào nghiệp diễn từ năm 2009, Nhung Kết được bạn bè trong giới đánh giá cao với lối diễn xuất có thần, thể hiện được đa dạng các nhân vật. Thời điểm mới quen Nhung Kết, Chí Nguyễn từ chối nói về mối quan hệ của cả hai. Nam diễn viên chỉ lấp lửng chia sẻ rằng cô là bạn tâm giao của mình, một người sâu sắc và hiểu chuyện. Về phần mình, Nhung Kết cũng trả lời nước đôi khi được hỏi về tin đồn yêu Chí Nguyễn. Phải đến 4 năm sau khi gắn bó, cặp đôi mới thoải mái công khai chuyện tình cảm chung. Cũng từ đó, Nhung Kết được biết đến là người tình của Chí Nguyễn chứ không còn bị gọi là bạn gái tin đồn. Sau khi thừa nhận chuyện tình cảm, cặp trai tài gái sắc đã thoải mái hơn khi gặp gỡ bạn bè và xuất hiện trước công chúng. Nhung Kết cũng đam mê võ thuật và lái xe mô tô thể thao như Chí Nguyễn. Thời gian Chí Nguyễn quyết định dành thời gian để mở võ đường và đào tạo võ thuật, Nhung Kết luôn đứng sau âm thầm ủng hộ sự lựa chọn đó của anh. Chí Nguyễn từng chia sẻ, Nhung Kết còn có khả năng hiểu thấu những gì người khác không nhìn thấy và không hiểu về con người anh. Có điều tính tới giờ dù đã ở bên nhau hơn chục năm nhưng cặp trai tài, gái sắc vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Có thời gian, dư luận xôn xao trước tin đồn Nhung Kết có bầu và cặp đôi đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên ngay sau đó, Chí Nguyễn đã phủ nhận thông tin trên. Nam diễn viên từng lên tiếng lý giải việc anh và Nhung Kết ở bên nhau một thời gian khá dài nhưng chưa định kết hôn là bởi cách sống của anh là không tính gì trước cả. Mới đây xuất hiện trong một talk show, Chí Nguyễn tiết lộ anh cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi được làm những điều mình thích cùng với bạn gái. Nam diễn viên thừa nhận anh và Nhung Kết đã chung sống với nhau nhiều năm nay nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn và sinh con. Cũng theo Chí Nguyễn, có khoảng thời gian suốt 6 năm, anh và bạn gái chỉ chạy xe mô tô đi khắp nơi, tận hưởng cuộc sống phóng khoáng thoải mái mà không phải lo lắng bận tâm đến bất cứ việc gì. Nói về lý do chưa chịu kết hôn, Chí Nguyễn nói vui, anh chưa muốn kết hôn vì muốn chuyện tình cảm hấp dẫn như một cuốn phim dài tập. Cũng theo Chí Nguyễn, nhiều người lầm tưởng anh đào hoa nhưng thực tế thì anh tự thấy đường tình duyên của mình khá lận đận. Sau khi chia tay người vợ đầu tiên từng chung sống với mình 12 năm, anh tuy không thường xuyên gặp hai con chung của cả hai, nhưng vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến hai cô công chúa nhỏ này. Đồng thời luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho các con bằng tất cả sự trải nghiệm của một người đi trước. Hiện tại, Chí Nguyễn cũng đang điều hành một võ đường riêng có tên gọi Liên Phong Đường. Đây được biết đến không chỉ là nơi đào tạo những nhân tài mới cho làng võ thuật mà còn là nơi tập luyện dành cho các đoàn phim. Chí Nguyễn tâm sự, những năm gần đây, anh ít xuất hiện hay đóng phim vì muốn chọn cuộc sống tự do tự tại và niềm vui ở võ đường cùng bạn gái. Trong khi đó, Nhung Kết cũng thừa nhận cô là người ngại va chạm với những ồn ào trong showbiz, ngại giao tiếp chỗ đông người và xuất hiện ở những chỗ công cộng. Nữ diễn viên cũng tâm sự, cô không bận tâm nhiều đến những tin đồn và thường chọn cách im lặng trước chúng. Lý do là bởi cô sợ những gì mình nói ra có thể làm người khác không vui.